Hôm nay sẽ mời quý vị cùng làm tham quan ấp Đập Đá, chỗ Quýnh Hội, Quýnh Hòa Hiệp của Châu Thành đó quý vị. Đập Đá trước đây thì sau đây Lâm sẽ chạy Lâm đang dọc từ bờ kinh Ông Hiển mà hướng tới cầu Đập Đá, là Lâm đang hướng từ phía ở Gạch Sỏi đó quý vị qua. Đây là Lâm đang dọc kinh Ông Hiển hay là kinh Tà Niên ở phía ở dưới đây, bà con gọi là kinh Tà Niên nè quý vị. Mình sẽ đi vào cái kinh Đập Đá rồi quẹo xuống phía dưới nha quý vị. Thì ở đây đang là đường hiện tại, đường này là đường anh cho hỏi mình chạy xuống kinh Đập Đá còn sao không anh? Tới cầu qua. Đường này hiện giờ là đường gì em quên mất tiêu rồi ta, đường này nè. Ấp Chỉnh Thành đúng không? Dạ dạ, rồi em cảm ơn. Đang quay. Đây là khu vực chợ Tà Niên nè quý vị. Trước mặt của quý vị đó là cầu chợ Tà Niên đó quý vị. Đây là cầu để mà cầu đập cầu ngay cái kinh Đập Đá đó quý vị. Trước đây là Đập Đá là do ở đây là trước đó có một cái kinh, có một cái cầu qua bằng đá gọi là cầu kinh Đập Đá, nhưng mà sau này đã được bê tông hóa hết rồi nè quý vị. Đây là ấp Quýnh Hội của xã Quýnh Hòa Hiệp, trước đây là ở đây gọi là đường vô kinh Đập Đá nè quý vị. Đây là xe kinh Đập Đá trước đây. Bà ơi cho con một chén nhỏ cái. Ngày xưa ở đây gọi là kinh Đập Đá luôn đó bà. Cái kinh cầu hồi nãy là ngày xưa là cái đập bằng đá hả bà? Cái đập đá ngay đây. Gần tới chưa bà? Tới đây là ngày đập đá ngay chỗ nhà này nè. Dạ tới nhà này. Là cái đoạn này ha. Ngay đây là cái đập đá ngay đây. À vậy là cách cái cầu đó là một ít hả? Nói đập đá ngay đây kìa. Dạ dạ. Rồi cảm ơn kỹ sự hả? Dạ đúng rồi. Kỹ sự đúng không? Kỹ sự. Cái đập đá ngay đây rồi đó, tôi lội ngang qua cho lại hoài. Có con qua sao quay cái được không? Ở đây ra đi. Dạ. À vậy là mấy bác bên kia nói là vẫn còn cái đập ở đây hả cô? Vẫn còn cái đá ở đây phải không? Đây, đập đá xuống. À xuống. À là ở đây hả cô ha? Dạ. À giờ dạ. Sau này cái đập đó bị dở đi hả cô? Sau này bể hết. À bể hết hả? Cái bể giờ còn đá dưới nhiều lắm. À dạ. Dạ. À, ngày xưa cô tên gì ở đây? Ở đây hả? Cô dạ. Tên Lê Ngọc Sim. À Lê Ngọc Sim phải không? À, Sim. Ở đó. Ngày xưa ở đây gọi là đắp ấp Đập Đá luôn hả cô? Đá. À rồi. Con cảm ơn cô. Tiếp. Đây là theo kinh Đập Đá nè quý vị.
à, khu vực bên đây như không đông hoặc bên kia thì phải. Để mình đi một khúc nữa rồi. Xong cũng có cái nhà mặt, nhà cửa và làng mạc. Thang nè quý vị. Xưa giờ ông ở đây luôn hả? Ờ. Thì con chạy hoài là ngày xưa ở đây cái khu này gọi là gì ông hả? Trước cái khu này đập đá. À đập đá, rồi sau này mới là ấp Vĩnh Hội. Ờ, nó đổi lại ấp Vĩnh Thành rồi. Dạ. Nó phân ra hai xã. Dạ. À, bây giờ thì thành Bình Thành lại là Vĩnh Thành. Ờ. Dạ. Thì con chạy lên hoài luôn á thì con sẽ ra đâu hay bác ha? Đây nó ra cá bé nè, ngoài bển nó có cái phà chạy ra đây. Qua phà. Dọc đường này về đường sỏi cũng được. Dạ. Dưới dễ chạy. Dạ, con cảm ơn bác. À, trước là Vĩnh Hội, sau là Vĩnh Thành luôn hả bác? Dạ. Con cảm ơn bác. Dạ, con cảm ơn bác. Ở bên kia là bên kia kinh đập đá đó quý vị. Nếu mà chạy thẳng ra thì hết cái đường này thì chúng ta sẽ tới sông Cái Bé. Chúng ta làm sẽ quay ngược qua bên cái khu ở bên đối diện với bên đây là kinh bên bờ kinh đập đá bên kia nha quý vị, để quý vị
lắm. Đi qua cái khu bên kia để Lâm sẽ đi qua bên kia trước nha quý vị. Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở giữa cầu này nối liền hai bờ kinh đập đá nè quý vị. Đây là quang cảnh hiện giờ ở hai bên bờ kinh đập đá này quý vị. Cái cầu này cũng sắp sập rồi quý vị ơi. Sau đây Lâm sẽ quay qua cái cầu vừa rồi để mà đi hướng về đang theo cái kinh đập đá hướng về kinh ông Hiển hay là kinh Tà Điên đó quý vị. Dọc hai bờ kinh cổ kinh đập đá quý vị, ở nãy bên kia xong thì Lâm đã quay rồi, Lâm đang quay cái hướng mình này xong để hướng về nghe cái đó Tà Điên hay là Tà Điên đó quý vị. Quỳnh Thành này quý vị. Thì ở bên bên sông hồi nãy bên kinh đập đá bên kia thì là ấp Vĩnh Thành. Còn ở đây là ấp Vĩnh Hội quý vị. Đúng rồi. Dạ, đi nha. Kinh đập đá đó quý vị. Thank you.
giờ là ấp Vĩnh Hội hay là ấp Vĩnh Thành bà? Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú. À, dạ cảm ơn cô. Vĩnh Hội Vĩnh Thông kìa. Anh đi phượt hả? À, đi đi phượt chứ gửi cho các cô bác ở xa coi. Do ở Gạch Giá mà. Con quay cái này chắc mấy cô bác ở xa, coi chừng ở Hoa Kỳ là biết mấy cô á. Quay ăn chuối kìa. Dạ. Ủa, làm gì vậy anh? Đi phượt á, quay phượt. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn bà. Rồi để quay cỏ bàn chúng mày. Không có cỏ lắm, không có chân vợ. Dạ. À, đây là mà ấp Vĩnh Hội ở Vĩnh Hòa Phú đó quý vị. Ngày này gọi là ngày gì ông á? Cái này nè. Cái này giữa cái dĩ cối xây cà phê. À dạ. Ở ông ngày xưa ở cái đường này gọi là đường Kinh Đập Đá. À, có cái tên nào khác nữa không ông ha? Hay là chỉ có cái tên này thôi? Thì đập đá với cây dương. Ở ngoài thì có ngoài kia có cái miễu, kêu miễu cây dương. Vậy là chút nữa là con chạy qua kia, con chạy qua là cây dương được phải không? Được. Đây ngay đây đập đá là gì? Hồi trước kia ngay chỗ gần cầu này có cái đập bằng đá. Bằng đá. Rồi đây ra ngoài đó thì có cái miễu, có cây dương, cái kêu miễu cây dương. À. Dạ. À. Đây. Dạ con xin quay thôi. Dạ. Quay cái đó một cái. Đi luôn à. Chúng tôi sẽ mời quý vị xuống thăm cây dương nữa quý vị. Kia là chợ Tà Niên rồi đó quý vị. Thì sau đây Lâm sẽ xin quay một chút, nó sẽ lên ngay cây cầu hồi nãy để mà đi qua chỗ cây dương nha quý vị. À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ngay chỗ gần chỗ đập đá cũ nè quý vị. Thì đây là kinh đập đá. Đối diện là chợ Tà Niên nè quý vị. Có chợ sớm cũ, Tà Niên cũ. Và cái cầu sắt bắc ngang đó là cầu Tà Niên, cầu chợ Tà Niên đó quý vị. Dạ. Rồi mời quý vị cùng xem tiếp nha. Đây là nãy cây cầu mà mình đi qua đó quý vị, quý vị. Thì sau đây Lâm sẽ đi tới cây dương nhé. Cô bác ở xa mà coi á thì mình quay vòng vòng đây một là
này là đi cầu là có đường quẹo trước. Dạ. Có điểm bán rau sạch nè quý vị. Ở đây mà quý vị cùng nhìn ngắm tiểu cây dương cái nha quý vị. Thì ở đây Lâm đi được bên đây, do đó chỉ là ngắm từ xa thôi chứ cũng không có vô được, không có qua đó, thì nó nằm ở bên kia bờ. Đây là miễu cây dương nè quý vị. Ủa chú, cái này cái miễu này là ngày xưa giờ luôn hả chú? Không, hồi đó nó nhỏ xíu rồi. À. Đây, à dạ. Sắp sửa nghe nó nâng cấp gì đó. Nữa hả chú? Dạ. Ủa còn cái cầu bắc ngang nó gọi là cầu gì chú ha? Cái cầu bắc ngang này nè. Đó giờ cũng nó không có tên. À dạ. Cái đi cái đó. Đây là miễu cây dương nè quý vị. Xong này là xong cái bé đó quý vị ơi. Rồi. Cảm ơn quý vị.